Ừ, đi cốc xe lăn anh ơi, cốc xe lăn kìa, anh đang kìa. Cốc kìa. Nè. Bị té khỏi thằng. Rồi tao bỏ cũng được sao đâu. Ôi im mồm. Giờ Tuấn ơi. Đừng ngốc. Mày bỏ lại lại khóc khóc mấy thằng khóc khóc con chửi nó còn vào kênh tao. Sao? Ok các bạn, bây giờ là đến map. Tao chưa quay mày quay rồi. Em World. Có nghĩa là chiến tranh giữa các xe tăng. Có nghĩa là đấu xe tăng người đánh nhau nghe. Rồi cái bóng team thì là cái map làm cho Zipper bởi cái thằng Doctor Dragon Ball. Nói chung là chơi và hưởng. Listen and more. Ở đây gồm có Bảo nè, rồi Thành, rồi Quý, Vietnam Miner và anh Tuấn. Đúng, tem nè. Mình không phải là úp banana đâu chứ. Ok rồi. Ready đi, anh Tuấn ready đi. Thằng Bảo chơi ngu lắm. Ngu con mẹ mày. Kinh khủng. Miễn là không đưa xe này được rồi. Anh Bảo, ê anh Tuấn. Anh Tuấn không, không. Em gánh team, em gánh team. Em chẳng thấy con kia vật ra khi si cả, nhìn như con bd ấy. Ờ tao chọn nhất rồi. Yeah, giờ này giống như gì, lái xe tăng hả? What the fuck, kính chào các bạn hữu gần xa. Hôm nay chúng ta sẽ co-op với Yagi Nasumi Tiến Thành 2929 Việt Nam Miner. Chạy đến mai anh ơi. Hot banana. Có gì đang em mà, đây Tiến Thành lộn. Thằng Bảo đang mẻ, và ở đây. Ups, sorry. Là đi đâu đây? Đi đi. Này đuôi chi đăng à? À, bắn với thằng Bảo đi, không cho vào chơi. À, mình cùng team mà, xanh là cùng team ông nội. Ôi, xe đúng khó để khiển luôn. Thế tăng hùng bánh rồi. Anh Tuấn đi đâu vậy? Anh Tuấn đi đâu vậy? Ai biết giờ đi đâu? Ra đây, ra chỗ khung giữa. Cử động ngược à? Cử động kiểu ngược à? Thấy rồi. Đây nè, Bảo nè, băng nó. Băng Bảo, băng thằng Bảo nhanh lên. Chiến xe tăng. Chết này Bảo. Mày, Bảo. Mẹ. Là cho. À, khởi động, đi. Ui, bắn nó đi. Thành nè. Thành nè. Nó úp sau nhà mình rồi. Đứng cam bên nhà luôn. Anh Tuấn lùi lại đi, em kẹt rồi. À, từ, người ta quay lại mày đi gì. Anh đem đỡ đạn nha. Nó kẹt. Mày. Em không ra được nhà rồi. Ra đi, ra khỏi nhà đi. Không đi đâu. Thôi, bắn đúng đi. Thay cho người ta đi. Thôi, quá tao đi. Ai chơi nè mày, ra đây. Tụi mày đâu? Được nhau chứ. Có cái kèo màu xanh này gì vậy? Là kìa. Thằng Bảo găng mẹ. Nói cái mẹ cái chua nó đi, núp lùm. Ê, đừng rồi. Ôi, lùi ra. Không đi ra được ngoài rồi. Ôi, Bảo đi bộ hả? Đi bộ hả cung? Ơi, đi. Bảo găng mẹ. Bảo nè. Chạy cái chiêu điếm nó biết nó làm gì không? Trời ơi, rung quanh nó giật giật. Bảo tên lửa. Biết được. Ô. Mày. Bảo găng mẹ. Trời ơi, lỗng đàng rồi. Lùi. Kẹt xe rồi. Ôi, ê. Mình đâu. Ra ngoài được rồi. Ra đi anh em. Bắn. Chết. Không có thể thắng. Bắn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Wow! Taki, mày này anh Tuấn. Wow! Anh Tuấn. Để đâu kìa. Đừng có chết nha. Tao đã giết double kill luôn kìa. Ô thằng nào đây? Ô! What the fuck? Ghê hả? Anh cứ trốn đi. Để tôi ra tôi canh nhà nó. Không nhìn tôi đâu. Thôi, anh đi trước đi. Anh đi trước đi. Ra luôn. Ra cùng lúc. Tôi ghê đâu rồi. Mày đâu rồi? Đi con. Ở nhà đây à? Ở sẽ kẹt xe rồi. Ê kìa gì đó. Ghê, gánh tem luôn. Ôi, tao có đâu. Mày giết tụi con. Lô. Không phải. Mày vậy mày. Cái tăng lực cho tăng mày nè. Chết nè. Đâu. Sao? Lật xe nè. Dạ bảo găng mẹ. Triple kill. Ôi, về nhà rồi, lấy xe. Kêu lắc, kêu. Nó trùm lùm ra, nó trùm lùm đi, bắn. Từ từ phải ăn nào vậy? Mày biết đặt bên đâu không? Em. Mày nè. Bình tĩnh ơi, ra bình tĩnh ơi. Tránh các bạn, đầu đốc chó. Ê kìa, bên đâu nè. Nè, đây, ăn sạch nè.
Vitamino nè. Vitamino. Mày nè Thành. Mình 13 rồi, đó mày hả? Ôi. Mày không biết nha. Chiến thuật, chiến thuật. Rồi nào nó mà không chết hả? Ờ chết rồi, chết rồi. Mình nè đó. Thôi leo dây xuống lục bây giờ. Mày leo lên đi. Nào, đi bộ ra kìa. À, đem đi xung lục bây giờ. Đi, em à, đi bộ ra, nó chơi thách thức nhau. Nghiến người luôn. Đâu rồi, mọi người lấy xe tăng lên xếp hàng để ra. Khổ. Éo xếp hàng, tao đi ra luôn. Ê, bật đi, cầm cầm có khẩu RPG kìa. Có. Đâu. Lùm. Gà kìa. Đúng mất gậy. Đâu rồi. Thành nè. Thành. Trời ơi, giật quá. À nè. Tăng bảo cho mẹ. Lộn ra rồi. Giết được một đứa rồi. Con chim. Mẹ hết xong hết xe tăng rồi. Toàn xác xe tăng không rồi. Ôi nè, bảo này anh là bảo nè. Bảo nè. Chết ba. Ôi mày bắn Tuấn hả mày. Đúng rồi, hay quá. Chết đi. 8-18 là làm sao. Chết. Để lấy cái RPG ra nã chết cụ. 18-8. Tôi có RPG luôn. Rồi. Chết cha hết xe tăng rồi. Ôi xe tăng kẹt em lum rồi. Kẹt cái bíp gì. Thôi nó đi bộ. Thôi thứ ta nè. Hai quá, có xe tăng rồi, có xe tăng rồi. Thôi đi trốn, đi mẹ bố mày đi núp lùm. Lên xe. Đây rồi, ngon rồi. Tao Thành đi đấy rồi bây giờ à. Ơ à, không nhìn ta đâu. Tao còn đang chiếm trong góc nè. Quê, leo lên được, ốc chó, game ốc chó. Thế nào. Mày lại ốc chó. Ốc chó. À đúng rồi, anh ơi. Hai người một xe đi. Hai người một xe đi. Lên bắn, lên lên súng bắn. Hai người một xe mày khô à? Có mà, có súng kia để bắn kìa. À. Leo lên rung nhảy lên để bắn của em á là mới vô được. Này bây giờ ai ra ngoài đi. Thôi anh Tuấn nghe em lên xe anh Tuấn. Thôi không vậy tao tăng thôi nha. Anh này nghe em lên luôn. Leo lên. Quay con đi. Tránh ra ta. Trời ơi, thằng Bảo. À, nó chắn tên lửa. What the fuck? Chó Bảo. Mày chắn tên lửa tao. Đúng rồi. Em thấy có cái khẩu ở trên nó chống cho. Ừ, thấy kìa. Chết nè. Chết nè. Thành nè. Cho nó bắn thấy đó. Coi như bắn nhau á. Bắn mẹ xác đi. Đâu rồi. Ê, có xe free được không? Ai giờ xe tăng rồi. Đừng có bắn xe tăng. Có xe free nè. Winner. Ôi, xe lưng. Xe lưng nè. Tha. Ôi, xe lưng nè. Này, móc lốp nè. À. Rồi. Anh em mình leo lên xe tăng của nó đi. Anh em. Xe tăng của nó. Anh em đứng lại một chỗ đi. Không có kì. Bảo kê lưỡng nhau. Bảo cái bíp. Ôi má rồi gì. Cái gì đấy? Cầm tụt sai luôn. Chạy Bảo chạy nè. Game đi đâu. Bên trái anh ở bên trái sau lưng nè. Ủa xin chỗ khác rồi, đổi gì chạy đi. Đâu rồi? Đậu xanh. Má người mà ơi, tặng có bay nó giết gì nhiều vậy? 36. Man. Đâu rồi? Game này nó không có hiện minimap mới hay. Ơi chạy đi. Bố mày chạy. Ơi chạy như quẹt nó qua vậy. Ôi đưa cái quẹt vô như cái quẹt thử thai vậy đó. Được rồi. Đúng đâu rồi. À rồi. Ô minimap minor. Ôi ghê quá. Ăn cắp chứng dịch. Thằng Bảo trò lắm, được cho nó cầm cái gì cả. Đừng, nó cầm được cái gờ. Đi con ra. Mày bắn nó đấy mày chết đấy. Ra ngoài đi, nghe tao đánh lạc hướng. Ok, kìa. Đi. Tàng sát. Wow. Chết bà rồi, nó muốn anh ơi, hướng em nè, hai em nè. Hai chết cái quá rồi. Mày nơ nè. Mày nơ. Ui. Như sao tăng rồi. Mà ra kì ốc chó. Ôi lô. À ra kì. Đâu rồi. Mày nè. Ôi! No! Chết! Ôm nhà nó! Đúng rồi! Đi ra! Để nó quần nữa! Ê! Còn xe tăng nè! Đây! Ôi! Nó kiếm cái! Ôi!
có nhiều xe tăng lắm. Tao gánh mẹ vô tao im lặng tao quất được quá trời rồi luôn. Có xe tăng chơi kia. Hai chiếc nữa. Đây bắn ra bắn phụ cho. Mày. No. À. No. Anh Tuấn ơi, tha em nhá. Mày à, tao kia. Nhặt tiền, nhặt tiền, nhặt tiền. Tiền free nè. Free money, free money. Bên kia hết xe rồi. Đẹp, bên này nhiều xe lắm mày ơi, yên tâm đi. Cái giờ nó rung rung khó chịu quá. Mẹ xe luôn. Thôi vô, vô nhà nó luôn. Vô nhà nó luôn, chơi nó luôn. Ừ, đi cúp xe lăn anh ơi, cúp xe lăn kìa, anh đang cái gì vậy? Cúp kìa. Nè. Bị té khôi thằng. Ôi no. Mày, phu gời, double dam. Ủa kiếm RPG ở đâu vậy? No. Có xe. Đúng rồi. Sao? Rồi xe vào. Tao tăng lên mày. Lên. Đứng đây bắn vô. À chùa đó, chùa kia kìa, chùa kia. Đâu đâu? Đâu. Kìa trong ngang kìa. Trẻ trâu ạ. Mày. 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 Ôi. No. Mày. 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 Kiếm lại đi cả mày. Thôi quyết rồi, hết giờ rồi. Đi chi. Đi đi. Tại mày đấy bảo ạ. Ok. Chết cái nào. Ê chết đi dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái channel này để hồi mình làm cái channel tiếp theo cùng với 500 anh em YouTuber thì hãy ủng hộ nha. Ô, xin lỗi cái gì kìa, nó lại chui rồi kìa. Ok và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Tụi bay. Anh đi luôn. Chào tụi bay. Bye. Bye. Hãy like, subscribe.